năm con giáp trúng số cực đậm, đổi đời giàu to, tiền vàng ùn ùn kéo về chật két từ nay đến rằm tháng 5 âm lịch. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng với Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, chúng ta đã biết, bất kể chúng ta là ai, thì khi sinh ra cũng đều mong cho mình được một cuộc sống như ý, giàu sang, hạnh phúc trọn đời. Đó là những cái thứ mà con người chúng ta phải rằng cả đời cố gắng để mà đạt được. Và trời sinh mỗi người một cái số mệnh khác nhau. Vì thế, không ai là giống ai cả. Bên cạnh đó, nên là gì? Nó cũng sẽ sinh ra cái chuyện may mắn và cái xui xẻo ở trong những cái thời khắc nhất định. Cái một trong những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến cái vận số con người đó chính là cái thời vận. Các cụ có câu là gì? Thời vận không thông thì mưu cầu vô ích. Có cố gắng thì cũng chỉ như là dã tràng xe cát. Đấy. Có người khi sinh ra thì tốt số, cuộc đời không những sống trong nhung lụa, rủng rỉnh, nhà cao cửa rộng, đất đai thì nhiều vô kể. Nhưng mà cũng có không ít người phải chịu cái cảnh là khổ cực, túng thiếu. Khó khăn trăm bề làm mãi mà không thể ngóc đầu lên được. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tử vi tâm linh học có nhận định rằng trong số 12 con giáp thì có 5 con giáp sẽ may mắn nhất nhì thiên hạ từ nay đến rằm tháng 5 âm lịch năm 2024. Những con giáp này sẽ được các tinh chiếu rọi, quý nhân dẫn đường chỉ lối, sự nghiệp thì tỏa sáng, kéo theo cái tài vận dồi dào, tiền bạc ùn ùn kéo về chật két. Để biết thêm về cái vận trình của 5 con giáp may mắn từ nay đến rằm tháng 5 âm lịch nó diễn ra như thế nào và cụ thể nó là những con giáp nào, các bạn có thuộc một trong những con giáp may mắn này không, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Từ nay đến rằm tháng 5 âm lịch, tuổi Mão là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, đứng đầu trong số 12 con giáp về cái độ may mắn. Đấy. Những người tuổi Mão có sức hút mạnh mẽ nhờ vào có cái thần tài luôn ở bên cạnh nâng bước. Các bạn càng làm việc chăm chỉ thì lại càng dễ gặp được cái may mắn. Và nói chung ấy, lúc nào cũng cảm nhận được rõ ràng cái vận khí tốt nó đang bám theo mình. Trong công việc thì những người tuổi Mão có những cái bước đột phá vượt bậc, nhiều tín hiệu tốt cũng đang ở lại, mang lại cho quý vị những cái nguồn năng lượng dồi dào. Thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để quý vị có thể áp dụng cái chiến lược kinh doanh thông minh của mình. Bên cạnh đó, trong cái thời gian này thì những người tuổi Mão cũng sẽ đỡ vất vả hơn, và cơ hội đến nó cũng giúp cho các bạn có thể là gì, giải quyết ổn thỏa các nhiệm vụ công việc của mình. Nhiều người sẽ trải qua một cái thời kỳ thăng hoa với nhiều cái cơ hội về tài chính và thành công rực rỡ. Thêm nữa, quý nhân cũng luôn ở song hành đó, và cái vận quý nhân nó cũng khá là vượng. Nên là ấy, nhờ thế mà những người tuổi Mão cũng đạt được thêm nhiều cái thành công và những cái bước đột phá mới, khiến cho công việc được hanh thông thuận lợi. Bên cạnh đó, nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị cũng có những cái bước tiến xa hơn trong cái vận trình công danh sự nghiệp so với thời gian trước đó. Nếu mà các bạn mà có muốn đi lập nghiệp hay là khởi nghiệp hay là gì kinh doanh buôn bán vân vân thì trong thời gian này cũng rất là thích hợp nhé, cũng vô cùng là thuận lợi. Bình thường thì những người tuổi Mão hiếm khi mà có cơ hội tiếp xúc với những người quyền thế, hoặc là với mối quan hệ nó cũng không được thân thiết. Nhưng mà trong thời gian này thì nói chung ấy, công việc có thể đôi khi nó bị trắc trở, bị cái khó dễ. Nhưng mà bằng cái sự quyết tâm và bằng cái sự nỗ lực của mình nên ấy là các bạn cũng sẽ đạt được mọi điều như ý muốn, do luôn có quý nhân song hành bên cạnh. Nếu mà tham gia vào các dự án lớn trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ nâng cái tầm của mình lên và dễ đạt được những cái điều mình mong muốn. Thêm nữa, cái vận trình tiền bạc của những người tuổi tuổi Mão trong thời gian này nói chung ấy được thần tài ghé thăm. Vì thế mà những người tuổi Mão cũng sẽ háo hức nhận được những cái tin tốt lành. Các bạn cứ an tâm là các bạn sẽ gặt hái được những cái thành quả xứng đáng. Không những vậy, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Mão trong thời gian này cũng có những cái bước chuyển biến rất là ngọt ngào.
Đối với những người đang trong một cái mối quan hệ ấy, thì các bạn sẽ tìm thấy những cái kết nối sâu sắc. Còn với những người mà đã lập gia đình ấy, thì tình cảm cũng khá là mặn nồng. Quý vị có thể tranh thủ cái thời gian này để hâm nóng lại cái tình cảm gia đình và giữ gìn cái hạnh phúc mà mình đang có. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão quý vị nhé. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị đó chính là những người tuổi Thân. Tuổi Thân. Thưa quý vị, nói chung ấy là con giáp may mắn xếp thứ hai trong cái thời gian từ nay đến rằm tháng 5 âm lịch. Nên là trong thời gian này thì những người tuổi Thân cũng gặp cực kỳ nhiều cái tin tức tích cực nó báo về, từ cái chuyện là công danh, sự nghiệp, tài lộc cho đến cái chuyện tình cảm. Nói chung ấy, những người tuổi Thân cũng đã tìm ra cái hướng đi mới trong công việc, giúp cải thiện cái hiệu suất. Khi mà tinh thần tốt thì cái vận may cũng sẽ đến. Các bạn cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để tỏa sáng hơn trong cái công việc. Các bạn nói chung ấy, đôi khi vẫn phải đối mặt với một chút thử thách, một chút khó khăn, nhưng đây cũng là một cách mà để các bạn rèn luyện cái bản thân và rèn luyện cái ý chí trở nên mạnh mẽ hơn. Từ đó cũng học tập được thêm nhiều cái chiến lược mới và đạt được nhiều cái thành công rực rỡ. Trong thời gian này thì những người tuổi Thân đấy, nói chung là sẽ gặp khá nhiều may mắn trong vấn đề là sự nghiệp. Từ nay đến rằm thì những người tuổi Thân cũng hãy tin rằng chỉ cần các bạn nghiêm túc làm việc, bỏ công bỏ sức ra thì chắc chắn sẽ thu về được những kết quả như ý muốn. Thêm nữa, thần may mắn cũng sẽ xuất hiện luôn ở bên cạnh các bạn, cho thấy đây là một cái thời điểm mà các bạn có thể xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Nên là đi đâu ấy thì cũng được người khác giúp đỡ. Thậm chí các bạn còn được cấp trên hoặc là quý nhân giới thiệu cho những cái cơ hội làm việc vô cùng là quý giá, hoặc là những cơ hội để học tập bồi dưỡng, nâng cao cái kỹ năng, nâng cao kiến thức để áp dụng vào cái mục tiêu sau này của mình. Do đó, những người tuổi Thân thì cũng không nên ngại khó khăn, vất vả. Nếu như vậy thì quý vị mới đạt được những cái thành công mỹ mãn, xứng đáng với những cái nỗ lực mà mình bỏ ra. Thêm nữa, công danh sự nghiệp thì thuận lợi, trong thời gian này thì tiền bạc nó cũng ồ ạt nó đổ về. Nói chung ấy, nhân cơ hội này những người tuổi Thân hãy tận hưởng ngay khi mà có thể, vì khi mà các bạn tận hưởng được cái thành quả thì nó sẽ tiếp thêm cái động lực để cho các bạn cống hiến cũng như là dấn thân để có những cái bước tiến xa hơn. Bên cạnh đó thì trong thời gian từ nay đến rằm tháng 5 âm lịch, vận trình tài lộc của những người tuổi Thân ấy cũng khá là sáng, do được thần tài ghé thăm. Nhiều hạng mục công việc của các bạn cũng sẽ đạt được những kết quả như ý muốn, hứa hẹn không chỉ là tiền bạc chảy về túi mà còn có cơ hội để cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn, được tăng lương thăng chức, đúng không ạ? Với những người làm công ăn lương ấy, thì trong thời gian này thì các bạn có thể đưa ra được những ý kiến đóng góp cho tập thể, giúp mọi người tìm ra cái hướng đi mới để mà tiết kiệm được thời gian, công sức mà có thể thu về những khoản lời lãi đáng kể. Chính vì thế mà các bạn sẽ nhận được cái sự đánh giá cao của cấp trên và sự tôn trọng của đồng nghiệp. Các khoản hoa hồng thưởng nóng là cái điều không thể thiếu đối với các bạn trong thời gian này. Thậm chí một số người còn được chạm tay vào cái cơ hội tăng lương, tăng thưởng. Đó. Thêm nữa, thời gian này thì cái đào hoa tinh nó cũng ghé thăm. Do đó, nếu như mà các bạn là những người độc thân ấy, thì có một số cái gợi ý là quý vị nên đi giao lưu gặp gỡ nhiều hơn, vừa tốt cho cái mối quan hệ lại vừa tốt cho cả công việc nữa. Đặc biệt là với những người nào làm kinh doanh buôn bán thì đi tìm những mối khách hàng ấy, thì nên tham gia vào những hội nghị hội thảo để gì? Tìm kiếm cho mình những khách hàng tiềm năng quý vị nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ.
Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân quý vị nhé. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, thì cái vận trình từ nay đến rằm tháng 5 âm lịch của những người tuổi Dậu khá là khả quan. Cát khí thì nó tăng mạnh, gia chủ có thể nhanh chóng nhận biết và giải quyết những cái khó khăn mà mình đang gặp phải. Cái sự tự tin và chăm chỉ sẽ giúp cho những người tuổi Dậu ấy không để những sai sót nào mà qua mắt được mình. Thì đây cũng là cái thời điểm vàng để đầu tư cái công sức khắc phục cái tổn thất trước đó và ghi dấu ấn trong mắt của mọi người. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái phương diện tài lộc của những người tuổi Dậu ấy nó vô cùng là vượng pháp và có những cái bước tiến bất ngờ, hứa hẹn tiền bạc rủng rỉnh hơn so với cái thời gian trước đó. Nhiều cơ hội nó ập tới, các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng cái tinh thần để mà nắm bắt. Chắc chắn công lao của các bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Với những người mà theo đuổi cái con đường sự nghiệp công danh thì các bạn cũng gặt hái được những cái thành quả cao trong công việc, nên là thường được lãnh đạo đánh giá rất là cao. Nhờ có cái cục diện quý nhân tương trợ giúp đỡ, lại kèm theo cái cát tinh nó soi chiếu mà những người tuổi Dậu cũng dễ nhận được những công việc tốt. Nếu mà hoàn thành tốt, không những được tuyên dương khen thưởng mà còn gì có thể được thăng chức tăng lương. Trong thời gian này thì đối với những người tuổi Dậu mà làm kinh tế, với những người buôn bán kinh doanh ấy, thì các bạn cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là nhiều cái mối làm ăn buôn bán cũng thu được những lời lãi nhất định. Hơn nữa, các bạn là những người có mối quan hệ rộng rãi, làm ăn thì giữ chữ tín, nên là cái số lượng khách hàng mà các bạn tin tưởng thì ngày càng đông. Các bạn có thể kiếm được một cái khoản ổn định và không cần phải quá lo lắng đến cái sự cạnh tranh từ đối thủ. Bên cạnh đó, các bạn có thể xem xét cái việc là ký kết thêm những cái hợp đồng hoặc là mở rộng cái quy mô buôn bán kinh doanh làm ăn. Có thể các bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, xong làm đến đâu thì thấy kết quả đến đó, đâm ra là các bạn cũng gì không nên ngần ngại. Đó là cái kết quả mà nó xứng đáng với công sức mà các bạn bỏ ra. Các bạn đừng ngần ngại khám phá những cái con đường mới. Trong cái thời gian từ nay đến rằm tháng 5 âm lịch ấy, thì đang có những cái casting nó hỗ trợ hết mức. Chỉ cần các bạn có thêm một chút tự tin và chăm chỉ thì cuộc sống của những người tuổi Dậu sẽ thay đổi hoàn toàn, giàu sang phú quý. Bên cạnh đó, không những may mắn về cái vận trình công việc cũng như là tình duyên, cái vận trình tình duyên của những người tuổi Dậu cũng được cải thiện đáng kể. Nếu như mà những người tuổi Dậu đang độc thân thì các bạn sẽ gặp được những người như ý. Nói chung ấy, tài vận thì hanh thông, công danh sự nghiệp thì phát triển, tình duyên thì cũng khá là vượng. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ những cái thành quả mình đang có thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Dậu, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, nói chung ấy, thời gian từ nay đến rằm tháng 5 âm lịch thì những người tuổi Thìn sẽ được thần tài che chở, thần may mắn gọi tên, may mắn đến liên tiếp đấy về công danh sự nghiệp cũng như là tài lộc. Mọi nỗ lực của các bạn thì đều được đền đáp một cách xứng đáng ngoài cả cái sự mong đợi. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn cũng tự tin kiểm soát cái vận mệnh của mình. Các bạn vốn là những người ngoan cường, chăm chỉ nên cũng dễ đạt được những cái thành tích và may mắn lớn. Nỗ lực của các bạn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng trong cái thời gian này, có thể nhận được cái thưởng nóng hay là tăng thêm cái thu nhập cho mình. Nói chung ấy, năm 2024 là một cái năm mà những người tuổi Thìn cũng gặp khá nhiều khó khăn do là vướng phải cái thái tuế và tam tai. Nhưng bên cạnh đó thì quý vị cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và rất nhiều cái casting nó chiếu mệnh, nó soi chiếu. Vì thế mà con đường tài lộc cũng có sự thăng tiến nhất định. Sẽ còn khá nhiều cái cơ hội làm ăn nó xuất hiện dành cho những người tuổi Thìn, đặc biệt là những người làm nghề kinh doanh buôn bán
thì sẽ thu được những hợp đồng có giá trị cao. Đối với một vài những người tuổi Thìn ấy, thì cũng sẽ gặp được quý nhân, quý nhân cũng sẽ tương trợ giúp đỡ, giúp cho các bạn vượt qua khó khăn và thu về được một cái kết quả gọi là sở cầu như nguyện. Những người tuổi Thìn lại được thêm cái casting nó soi chiếu, vậy nên là các bạn cũng sẽ có thêm cái cơ hội được đề xuất để được ứng cử vào cái tầng lớp lãnh đạo. Nếu mà có cơ hội tốt để giao lưu, thúc đẩy cái quan hệ đồng nghiệp nó hài hòa ấy, thì quý vị nên tận dụng triệt để gì bước đến cái thành công xa hơn. Thì ngoài ra ấy, các bạn cũng nên chuẩn bị sẵn một cái món tiền để mà gì để mà ứng phó đó, để chờ thời chờ cơ hội đến. Bên cạnh đó, trong cái thời gian từ nay đến rằm tháng năm âm lịch ấy, thì cái việc hợp tác kinh doanh cũng diễn ra suôn sẻ và hanh thông. Cái nguồn thu nhập của những người tuổi Thìn cũng được tăng lên một cách đáng kể. Vậy nên quý vị nên chủ động hơn trong cái cuộc sống của mình. Bên cạnh đó thì một vài khó khăn, một vài cái khúc mắc nó cũng sẽ xuất hiện. Nhưng đây cũng là cách để quý vị biết rõ cái bộ mặt của những cái kẻ xấu. Và đây cũng là một cái bài học quan trọng trong cái lúc mà các bạn thì cũng phát triển hơn trong tương lai. Đó. Vì vậy, để hóa giải cái cục diện tiểu nhân và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung ấy, thời gian từ nay đến rằm tháng năm âm lịch, cái sự kiên nhẫn là một cái đặc điểm giúp cho những người tuổi Sửu đấy có thể là tiến đến cái thành công. Những người tuổi Sửu có thể chịu đựng khó khăn và cái áp lực một cách là bền bỉ, không bao giờ từ bỏ cái mục tiêu một cách là dễ dàng. Nói chung ấy, họ là những người có trách nhiệm cao và tự tin. Họ luôn chấp nhận cái cuộc sống có trách nhiệm và cố gắng hết sức để mà hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Những người sinh năm Sửu thì có lòng quyết tâm, có tính kỷ luật đấy, tự giác đã trở thành thói quen của họ. Họ trở nên mạnh mẽ hơn và là chỗ dựa cho chính bản thân mình. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì họ cũng sẽ có một cái nguồn năng lượng tích cực đấy, và có thể cho phép mình tỏa sáng. Cái vận trình tài lộc của những người tuổi Sửu có thể nói là gì, được thần tài ban ơn đấy. Một số người sẽ có cái cơ may trúng số độc đắc trong thời gian này. Nói chung ấy, tiền mà có được thì quý vị cũng nên là có một cái kế hoạch chi tiêu hợp lý để cho tiền để ra tiền ngày một nhiều hơn. Với lại gì, quý vị cũng đừng tùy tiện lách luật mà kiếm tiền, kẻo lại gì của thiên lại trả địa, mà thậm chí là trả gấp nhiều lần. Bên cạnh đó, trong cái thời gian từ nay đến rằm tháng năm âm lịch thì nếu mà có tiền bạc dư dôi, những người tuổi Sửu cũng có thể dành dụng đầu tư vào các dự án đấy. Nói chung ấy, khi mà quý vị đầu tư thì cái tỷ lệ sinh lời của quý vị trong thời gian này cũng khá là tốt. Bên cạnh đó, các bạn cũng nhận được rất nhiều cái may mắn, có cơ hội được phát tài phát lộc. Những người tuổi Sửu là những người cẩn thận và chu đáo trong công việc, nên là sẽ giành được cái nhiều cái may mắn và được mọi người ủng hộ. Vận khí hanh thông, tài lộc thì thăng tiến. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh ngộ thân. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong thời gian từ nay đến rằm tháng năm lịch. Và trong thời gian từ nay đến rằm tháng năm ấy, chúng ta sẽ có 5 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau: 1. Tuổi Mão, 2. Tuổi Thân, 3. Tuổi Dậu, 4. Tuổi Thìn và 5. Tuổi Sửu. Đó là 5 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.